Hà thủ ô từ lâu được biết đến trong đông y giúp đen tóc, mọc tóc hiệu quả. Ngoài ra, dược liệu quý này còn mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ tiêu hóa, bồi bổ thận, lợi tiểu, tốt cho hệ thần kinh, tim mạch. Nhưng để sử dụng được như một vị thuốc, hà thủ ô sẽ phải trải qua một quá trình chưng cất cầu kỳ, chẳng khác nào gạo đem vào giã bao đau đớn. Cửu chưng cửu sái hà thủ ô, 9 lần phơi, 9 lần chưng là một kỹ thuật đòi hỏi công phu và tỉ mỉ. Nhưng phải qua quá trình cửu chưng cửu sái, độc tính trong hà thủ ô mới được loại bỏ và đạt tác dụng bổ thận ích tinh, đen râu tóc. Vậy quá trình chưng sái ấy diễn ra thế nào? Hà thủ ô sau khi đem chưng một ngày thì đổ ra. Nhặt riêng hà thủ ô và đỗ đen. Đem phơi hai nguyên liệu dưới ánh sáng tự nhiên. Ánh nắng mặt trời biến đổi và lên men lượng tinh bột có trong hà thủ ô thành dạng dễ hấp thụ hơn. Đồng thời cũng làm giảm lượng độc tố trong củ. Phơi nắng đủ một ngày. Hà thủ ô và đỗ đen sau khi phơi nắng lại tiếp tục đem chưng. Một lớp đỗ đen đến một lớp hà thủ ô cho đến khi đầy chum. Thêm rượu sa nhân. Tiếp tục đem chưng trong nồi nước, ngập 3/4 chum, chưng đủ 8 đến 10 tiếng. Chưng phơi đủ 9 lần như vậy. Đến lần cuối cùng, hà thủ ô chưng thấu đến bên trong, có ánh kim. Công phu tỉ mỉ, hà thủ ô mới đạt như mong muốn. Mỗi thang thuốc mới đảm bảo chất lượng tốt nhất, đó cũng chính là tôn chỉ của chúng tôi. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.